Anh em chiến mạnh và nhanh cái kèo UX Link này các bạn nhé. Nó diễn ra trong quãng thời gian ngắn thôi, ở ngay trên sàn OKX. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể. Các bạn sẽ vào sàn OKX ở mục ví web 3 này. Nó cũng giống như cái kèo solo thôi. Các bạn ấn vào mục khám phá này, sau đó đánh vào đây chữ UX Link web 3 này. Đó, đăng ký login. Đăng ký login xong là collect ví các kiểu, và các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cách nhập cái mã mời đâu rồi, hoặc là ấn vào cái link này nhá. Mình để cái link ở phía dưới để các bạn có thể nhập cái hoặc là đây, mình chờ mình một chút đây, hoặc là nhập cái mã mời này 3317645 để vào chiến mạnh cái kèo này các bạn nhé. Thì các bạn thế có thể sẽ claim vào cái đồng coin này hàng ngày, mở các cái bóc hộp quà đây đây này đấy, mỗi ngày một hộp, và các bạn có thể tuyển thêm rep để có thể nhận thêm được và làm thêm những cái nhiệm vụ này nhé, liên kết ví rồi vào Telegram rồi retweet lại các cái dòng trạng thái của dự án ở trên Twitter để có thể nhận thêm được cái đồng đồng coin UX này. Kèo này diễn ra ngắn thôi nên là anh em cũng không phải mất quá nhiều thời gian theo đuổi đâu, cố gắng tranh thủ được ngày nào thì tốt ngày đấy. Những cái kèo ở trên sàn này nó cũng khá là tiềm năng nên là anh em vào sớm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin hướng dẫn các cái kèo airdrop của kênh Invest TV nhé.